Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 17. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 10 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin xem đoạn thứ nhất trong Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Tôn tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức Pháp Trung. Phổ Hiền hạnh nguyện là đại biểu cho vô lượng hạnh nguyện. Chúng tôi đã giảng đến nguyện thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Trong bộ Di Đà Sám đã dạy cho chúng ta năm điều sám hối. Chúng ta đã học hai điều phía trước, hôm nay bắt đầu xem điều thứ ba. Dùng chánh pháp trị nước, không dùng tà pháp dạy người dân. Phải nên thuận theo chánh đạo trị an nhà nước, phải thường giáo hóa người dân, cung kính tin tưởng tam bảo, tu trì giới thiện, đừng dùng tà pháp dạy oan cho người, thì gọi là sám hối. Trong năm điều sám hối này, điều thứ nhất là dạy cho chúng ta thường nhớ quán đệ nhất nghĩa không. Đây tức là sám hối. Điều thứ hai là dạy hiểu thân tôn sư. Thật sự mà làm được hai điều này cũng là thật sự tâm sám hối. Rất nhiều người hiện nay cũng đã lơ là hai điều này, mà căn bản của pháp thế gian và xuất thế gian chính là hiểu thân tôn sư. Hết thể tất cả thiện pháp đều từ chỗ này triển khai ra. Cho nên đây là căn nguyên của tất cả thiện pháp. Trong sách cổ nhân có nói: trăm thiện hiếu trước tiên, vạn ác dâm đứng đầu. Cho nên cổ nhân gọi tà dâm là vạn ác, mà hiếu kính là căn nguyên của tất cả thiện pháp. Thật sự hết lòng tu học đều là thuộc về pháp môn sám hối. Trong điều thứ ba này,
là dạy cho chúng ta dùng chánh pháp trị nước. Bởi vì năm điều sám hối này, phía trước đã trích dẫn trong kinh Phổ Hiền Quán nói, đều là khuyên dạy các quốc vương đại thần dùng lời hiện nay mà nói, tức là những người lãnh đạo của mọi tầng lớp trong xã hội, từ người lãnh đạo quốc gia cho đến các địa phương, thị trấn, nông thôn, cũng phải hiểu rõ cái đạo lý này. Chánh pháp của trong Phật Pháp chính là thập thiện, tam quy, ngũ giới. Bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì bài văn Ung Chánh Hoàng Đế Thượng Dụ cũng như bài tựa của bộ kinh này, trong bài văn này nói được rất rõ ràng. Trong lịch đại đế vương thì hoàng đế Ung Chánh là vị vua rất là phi thường. Lúc ngài chưa làm hoàng đế, ngài đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa, ngài đã đọc xem tất cả kinh sách của Nho Thích Đạo, cho nên nói ba nhà Nho Thích Đạo ngài đều thông đạt, đích thật là không dễ. Trong Phật Pháp, trước tiên dạy người tu thập thiện nghiệp đạo. Từ trên nền tảng của thập thiện nghiệp đạo mới có thể xây dựng tam quy ngũ giới. Do đây mới biết trong đời cận đại Phật giáo đích thật đã suy. Các đồng tu tại gia không ít, chẳng những có rất nhiều người đã thọ tam quy ngũ giới, và cũng có nhiều người thọ qua Bồ Tát giới. Họ đã thọ giới rồi, có làm được hay không? Đây là điều đáng được cho chúng ta phải phản tỉnh, phải kiểm điểm. Họ không làm được. Chẳng những không làm được tam quy ngũ giới, mà kể cả cơ bản thập thiện cũng không làm được. Tịnh nghiệp tam phước trong Quán Kinh có dạy cho chúng ta: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không giết, tu thập thiện nghiệp. Đây là chúng ta nhập môn học Phật ngày đầu tiên thầy dạy cho chúng ta. Nếu không thực hiện được bốn câu này thì những câu phía sau thầy đều không làm được, giống như cất nhà vậy. Bốn câu này là nền tảng,
không có nền tảng thì quý vị làm sao cất nhà? Tam quy là tầng thứ nhất, ngũ giới là tầng thứ hai, Bồ Tát giới là tầng thứ ba. Nếu không có nền tảng thì đương nhiên cũng không có phía trên ba tầng. Đây là nói người học Phật tại gia. Còn người học Phật xuất gia, tầng thứ nhất là sa di lục nghi, tầng thứ hai là giới tỳ kheo, và giới Bồ Tát cũng là ba tầng. Mà nền tảng của sa di lục nghi là gì? Là thập thiện, tam quy, ngũ giới. Nếu không có giới luật, chư vị đồng tu nhất định nên biết, thì không có Phật Pháp. Nếu không có lễ thì không có Nho giáo. Không có luật nhân quả thì không có đạo giáo. Chúng ta hãy nhìn xem trong xã hội ngày nay, vì sao lại hỗn loạn? Vì sao lại có nhiều tai nạn như vậy? Mấy ngàn năm nền giáo dục truyền thống của Nho Thích Đạo mà trong xã hội ngày nay chỉ có hình thức, không có thực chất. Mà thậm chí kể cả hình thức chúng ta cũng không thấy được. Cái vấn đề này chúng ta đã biết nguyên nhân ở tại đâu. Nói theo học thuyết của nhà Nho là trị quốc bình thiên hạ, từ xưa đến nay đều đã lấy Nho giáo làm đại biểu. Cái gốc của Nho giáo cũng là hiếu thân tôn sư. Từ phụ tử hữu thân mở rộng ra ngũ luân. Quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tính. Đây là nói mối quan hệ giữa người với người. Một người sống trong thế gian này không rời khỏi quần chúng. Con người là động vật trong xã hội. Chúng ta có mối quan hệ gì cùng với tất cả đại chúng? Trong Nho giáo thì nói là nhân luân. Khi biết được mối quan hệ này, chúng ta phải xử lý mối quan hệ này như thế nào? Phải dùng tâm thái như thế nào? Thì cổ thánh tiên hiền dạy cho chúng ta ngũ thường. Thường là thường đạo. Là thời thời khắc khắc cũng không thể rời khỏi. Cũng tức là dạy cho chúng ta đạo lý làm người. Nếu quý vị rời khỏi ngũ thường năm chữ này thì không phải là con người.
nghiêm trọng đến như vậy. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Năm chữ này là chánh pháp. Nhân là thương người, là từ cha con thương yêu mở rộng ra. Chữ nghĩa là thuận theo đạo lý. Người Trung Hoa rất coi trọng nghĩa, gọi là nghĩa khí, chính nghĩa. Tại vì sao? Vì trong ngũ luân có nghĩa, quân thần có nghĩa. Quý vị thấy có chữ nghĩa, trong ngũ thường có nghĩa, nhân kế tiếp là nghĩa. Trong tứ duy có nghĩa, lễ nghĩa. Trong bát đức có nghĩa, tính nghĩa. Thì quý vị biết người Trung Hoa rất coi trọng chữ nghĩa này. Khi Ngài Mạnh Tử gặp Lương Huệ Dương, Ngài đưa ra kiến nghị với Lương Huệ Dương cũng là hai chữ nhân nghĩa mà thôi. Ngài khuyên Lương Huệ Dương, Ngài khuyên vị quốc vương này phải thực hiện hai chữ nhân nghĩa này thì có thể trị quốc bình thiên hạ. Chữ nghĩa này là ý nghĩa gì? Cổ nhân nói nghĩa là thuận theo đạo lý. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, khi khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì gọi là nghĩa. Có đủ hợp tình, hợp lý, hợp pháp lễ là lễ tiết rất quan trọng. Không phải nói mỗi ngày gặp mặt mà có thể qua la một chút, không thể được. Mà là phải nghiêm chỉnh tuân theo lễ tiết của cổ nhân. Hiện nay thì không còn chú trọng nữa. Có vị đồng tu đến nói với tôi, nay chúng ta phải dẫn đầu thực hiện trước. Điều này quá khó. Thực hiện phải đúng lễ tiết. Bắt đầu từ nơi nào thực hiện? Bắt đầu từ đệ tử quy. Quý vị nên biết đệ tử quy là lễ tiết của Nho giáo, nhất định phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Phải làm một tấm gương tốt. Chúng ta một người thực hiện và cả nhà thực hiện, nhưng sự ảnh hưởng không lớn. Nếu chúng ta có một làng cùng nhau thực hiện, hoặc có một thị trấn nhỏ cùng nhau thực hiện, thì sẽ sanh ra ảnh hưởng rất lớn. Khi đã thật sự thực hiện được thì có thể mời các ký giả đến lấy tin tức để cho họ giới thiệu, cũng là để cho những người ở các nơi khác đều biết thị trấn nhỏ này, biết giữ lễ nghĩa và đem luân thường đạo đức thực hiện biểu diễn cho mọi người thấy, để cho mọi người đến tham quan, khảo sát mà học tập. Làm được như vậy thì mới sanh ra ảnh hưởng rất lớn. Cho nên lễ tiết rất quan trọng. Xưa kia Trung Hoa là một nước lễ nghĩa nổi tiếng trên thế giới. Sự biểu hiện bên ngoài có lễ tiết, bên trong thì nói nghĩa khí.
nói đạo nghĩa. Hay nói cách khác, mọi người tiếp nhận nền giáo dục thánh hiền đều là người tốt, không có người xấu, không có người ác, không có người tà thi tà kiến. Cho nên xã hội được an định. Một nước có lễ nghĩa thì mới tạo thành xã hội hòa hài. Xưa kia chúng ta đã có thành tựu huy hoàng như vậy, chỉ là trong gần mấy chục năm nay chúng ta đã lơ là, đã bỏ mất nó, mới chịu nhiều điều khổ nạn như vậy. Cho nên nhất định phải dùng Phật Pháp để giải thích, thì mọi người sẽ rõ ràng, thì sẽ minh bạch. Nhỏ từ cá nhân, lớn đến xã hội, đến quốc gia, đến toàn thế giới. Trong Phật Pháp nói với chúng ta rằng tướng do tâm sanh, hình tướng của chúng ta, thể chất của chúng ta đều bao quát trong chữ tướng này. Thiện hay bất thiện đều từ tâm sanh. Nếu tâm của quý vị thiện thì tướng mạo hiền lành, thì thân thể tốt. Còn nếu tâm bất thiện thì tướng mạo không hiền lành, thân thể cũng không tốt. Nên biết tâm là gì? Tâm là ý niệm. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật có dạy cho chúng ta. Ngài nói Bồ Tát có một pháp, là có một phương pháp có thể đoạn tất cả sự khổ trong thế gian. Câu nói này rất quan trọng. Có thể đoạn tất cả sự khổ trong thế gian, chẳng những là nhân đạo chúng ta, mà bao gồm cả thiên đạo, có thể đoạn hết tất cả sự khổ trong lục đạo. Chúng ta phải lưu ý cái pháp này. Chúng ta phải hết lòng tu học cái pháp này. Cái pháp này là gì? Chính là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Phật dạy cho chúng ta tâm thiện, tư duy thiện, tức là tư tưởng thiện, lời nói hành vi thiện, tiêu chuẩn của thiện có 10 điều. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời ly gián, không nói lời bẩn thỉu, không nói lời thô ác, không tham, không sân, không si. Pháp của Bồ Tát chính là cái pháp này. Thật sự mà làm được thì có thể đoạn tất cả sự khổ trong thế gian. Thấy thì rất đơn giản, chỉ có 10 điều. 10 điều mà triển khai ra thì sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. A-la-hán tiểu thừa triển khai ra là 3.000 quay nghi. Quý vị nghĩ xem, 10 điều này mà triển khai ra là 3.000 quay nghi. Bồ Tát Đại Thừa mà đem 10 điều này triển khai ra là 84.000 tế hạnh. Vì vậy, chúng ta đã hiểu rõ, chúng ta đã thể hội được. Chẳng những năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm,
thì thập thiện này đã bao quát toàn bộ tất cả kinh giáo, không thể vượt ngoài thập thiện. Cho đến mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai đã nói vô lượng pháp môn cũng không thể vượt ngoài thập thiện. Thập thiện mà triển khai ra thì đã bao quát tất cả pháp môn, không bỏ sót một pháp môn nào. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: một là tất cả, tất cả là một. Chư Phật đã nói tất cả các pháp quy nạp lại chính là thập thiện. Thập thiện triển khai ra chính là tất cả các pháp, không tăng không giảm. Vì vậy chúng ta có thể đem cái ý nghĩa này giảng rộng ra. Trong Đệ Tử Quy đã nói 113 điều. Trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ nói 10 điều. 10 điều mà triển khai ra thì thành 84.000 tế hạnh. Đệ Tử Quy triển khai cũng là như vậy. Đệ Tử Quy mà triển khai ra cũng là 84.000 tế hạnh của Bồ Tát. Quý vị không thể coi thường Đệ Tử Quy. Cho nên Lão Tổ Tông dạy cho chúng ta tu học theo thứ tự, học rộng, xét hỏi, nghĩ kỹ, phân biệt, sau cùng là đốc hành. Đốc hành là gì? Tức là thực hành Đệ Tử Quy. Mà thực hành trong Phật Pháp chính là thập thiện nghiệp. Cho nên thập thiện nghiệp trong Phật Pháp là chánh trong chánh. Mà Đệ Tử Quy trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, nó là chánh trong chánh. Dùng cái pháp này để cai trị quốc gia thì đúng rồi. Nếu cộng thêm giáo dục nhân quả của đạo giáo và giáo dục thập thiện của Phật giáo thì là đã đầy đủ. Tận thiện tận mỹ, đây chính là chánh pháp. Chúng ta biết được cái gì là chánh pháp. Trước tiên dùng chánh pháp để trị thân. Trong sách Đại học thì nói tu thân. Trước khi tu thân có bốn điều cần phải làm. Trước tiên là cách vật, hai là trí tri, ba là thành ý, bốn là chánh tâm, rồi mới nói đến tu thân. Nếu không có công phu bốn điều phía trước, dù có học tập Đệ Tử Quy cũng không có cách nào tu thân được. Cho nên học tập nền giáo dục thánh hiền, dùng Phật Pháp mà nói, cần phải có tiền phương tiện. Tiền là trước khi học tập,
Phương là phương pháp, tiện là thích hợp, phương tiện tức là phương pháp thích hợp nhất. Điều thứ nhất, cách vật. Vật là vật dục, tức là dục vọng. Cách vật tức là buông bỏ dục vọng. Buông bỏ dục vọng gì? Trong những buổi giảng, tôi thường đưa ra 16 chữ. Phải buông bỏ 16 chữ này thì chúng ta học tập Đệ Tu Kỳ mới có thể thực hiện được. Chúng ta phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, phải buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, phải buông bỏ tham sân si mạng, thì gọi là cách vật. Tại sao phải buông bỏ 16 chữ này? Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài đã buông bỏ được. Năm xưa Ngài Khổng Tử và Mạnh Tử cũng đã buông bỏ được. Các Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta thấy, cho nên các Ngài tu học không có chướng ngại. Ngày chúng ta rất hết lòng cầu học, vì sao học không thành? Vì không buông bỏ được 16 chữ này. Dù có học như thế nào cũng học không giống. Vấn đề là ở tại chỗ này. Quý vị không thể không biết điều này. Phải buông bỏ hết 16 chữ này. Nếu nói buông bỏ được 100%, xin thưa với chư vị, thì chư vị đã thành Phật rồi, thì chư vị đã thành Thánh Nhân rồi. Buông bỏ 100% thì làm không nổi. Phải làm sao đây? Chúng ta phải buông bỏ như thế nào? Trước tiên, chúng ta buông bỏ 1%, rồi đến 2%, dùng cái phương pháp này để học tập buông bỏ. Hy vọng công phu trong 1-2 năm thì có thể buông bỏ được 50%, buông bỏ được phần nữa. Trong kinh Phật có nói, phiền não đã nhẹ, không phải không có, không có thì đã thành tựu rồi. Buông bỏ được phần nữa, đã nhẹ rồi, thì sanh trí huệ. Sanh trí huệ là gì? Chính là trí tri. Sáu căn của quý vị tiếp xúc cảnh giới sáu trần, cũng tức là mắt của quý vị thấy sắc. Mắt của quý vị thấy, thấy đều dùng một chữ sắc làm đại biểu. Chữ sắc này dùng lời hiện nay mà nói, tức là hiện tượng vật chất. Phật Pháp dùng một chữ sắc làm đại biểu, mắt thấy sắc, tất cả sắc tướng. Tai nghe tất cả âm thanh. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Mũi ngửi thơm, lưỡi nếm vị, cho đến ý nhận biết tất cả pháp. Lúc phiền não đã nhẹ, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, thì họ có chỗ nào, họ có chỗ ngộ, đó chính là trí huệ. Không cần học, vừa thấy thì hiểu rõ, vừa nghe thì hiểu rõ, không cần phải học. Đây là trí huệ, không phải tri thức. Trí huệ mới hữu dụng,
có thể giải quyết được vấn đề. Đây gọi là trí tri. Trước tiên cách vật rồi đến trí tri, kế tiếp là thành ý, tức là tâm chân thành của quý vị. Tâm chân thành là chân tâm của quý vị. Hiện tại quý vị có rất nhiều vọng niệm, đó là vọng tâm. Khi tâm chân thành hiện tiền, tâm chân thành hiện tiền, quý vị khởi tâm động niệm đều là chánh. Quý vị không bao giờ thiên lệch, cũng không bao giờ có tà niệm. Chánh tâm chữ chánh đó là không thiên không tà. Từ đâu sanh ra? Từ trong thành ý sanh ra. Có thành ý thì tâm là chánh. Trước tiên phải có công phu như vậy thì quý vị học tập Đệ Tứ Quy mới có thể tu thân được. Sau khi tự quý vị tu thân rồi, nhất định sẽ ảnh hưởng cả nhà quý vị, thì gọi là tề gia. Từ cái đạo lý này mà phát triển thì không sai chút nào. Sau khi tề gia thì có thể trị nước. Vào thời xưa thì đã trị được nước, thời nay thì không trị được nước. Tại vì sao? Bởi vì cái gia thời nay khác với cái gia thời xưa. Thời xưa khi đã tề gia rồi thì trị được nước, thời nay tề gia rồi nhưng không trị được nước. Quý vị hỏi là nguyên nhân gì? Vì thời nay không có gia. Trung Quốc từ xưa đến nay, mãi cho đến đầu năm Dân Quốc, với tuổi tác của tôi bây giờ, lúc tôi chưa tới 10 tuổi, một gia đình theo truyền thống của Trung Quốc tôi đã thấy qua. Lúc đó chúng tôi sống ở nông thôn. Cái thôn Trang này là thôn Dương Gia. Cái thôn Trang đó là thôn Trương Gia. Một thôn Trang là một đại gia đình. Người Trung Quốc nói gia là nói một đại gia đình như vậy. Một đại gia đình là một tổ chức xã hội. Một gia đình nhỏ, nhân khẩu không nhiều, cũng có khoảng 200-300 người. Mà thông thường một gia đình thì có khoảng 300-400 người. Đây là nói nhân khẩu bình thường của một gia đình. Nếu là một gia đình hưng vượng, nhân khẩu có đến 600-700 người. Năm đời đồng đường, sáu đời đồng đường. Đó là một đại gia đình. Quý vị nên biết, một gia đình lớn như vậy, họ không chia tài sản. Mỗi một người làm việc bên ngoài kiếm được tiền đều là của chung. Cho nên gia đình của họ chính là một tổ chức. Nếu quý vị có xem cuốn truyện Hồng Lâu Mộng thì quý vị biết được Hồng Lâu Mộng là một đại gia đình. Tác giả miêu tả chính là một đại gia đình. Trong gia đình đó có tổ chức, họ có gia đạo. Gia đạo đều như nhau, cùng chung một gia đạo, tức là ngũ luân, ngũ luân, ngũ thường. Đây là nói cùng chung một gia đạo. Họ có gia quy, cùng chung một gia quy chính là Đệ Tử Quy. Ngoài trừ điều này ra, họ còn có sự nghiệp khác nhau thì họ lập riêng một quy củ, tự họ quy định. Một gia đình thông thường đều là cùng chung một gia quy, mọi người nhất định phải học tập.
Nếu gia đình của quý vị làm nghề buôn bán thì phải lập ra một quy củ cho buôn bán. Còn như gia đình của quý vị làm quan thì có một quy củ cho làm quan, đó thì khác nhau. Nay chúng tôi không nói những điều đó, mà chúng tôi chỉ nói những điều cùng chung một gia quy, gồm có 113 điều. Mọi người đều phải tuân giữ. Từ trẻ em đến người già, mọi người đều phải tuân giữ thì trị được cái gia đình này. Hay nói cách khác, trong gia đình họ có gia học, có gia nghiệp. Cho nên khi trị được gia đình rồi thì cả nhà đều là người tốt. Việc làm của mỗi một người thấy đều là việc tốt thì đã tề gia rồi. Tề gia thì trị nước rồi. Người lãnh đạo quốc gia lúc đó thùy cũng trị an. Thùy cũng là không có việc gì làm, không có vụ kiện gì xử lý. Cho nên vào thời xưa trong xã hội đó có 360 nghề. Nghề nào thảnh thơi nhất là nghề làm quan. Địa vị rất cao, lại được ưu đãi, không có việc gì làm, không có vụ kiện gì xử lý. Tại vì sao? Vì mỗi gia đình đều đã trị an rồi. Cho nên mọi người thích học hành. Tại vì sao? Vì học hành tương lai sẽ làm quan. Cái nghề này thảnh thơi nhất, khiến cho mọi người hâm mộ. Quý vị hãy xem ở Trung Quốc, vua Càn Long cho biên tập bộ Tứ Khố Toàn Thư. Quý vị xem trong tập bộ của Tứ Khố Toàn Thư, tập bộ là nói về văn học, là văn chương thi thơ ca phú. Phần nhiều là do những người nào viết, là những người làm quan viết. Họ không có việc gì làm, họ ở nhà viết văn chương, đi dạo chơi cảnh núi sông, họ rất là thảnh thơi. Cho nên khi đã tề gia thì tự nhiên trị quốc. Trị quốc thì thế giới này hòa bình, xã hội hòa hài thì thế giới hòa hài. Đây là kinh nghiệm mấy ngàn năm của cổ thánh tiên hiền Trung Hoa và thành tích mấy ngàn năm của cổ thánh tiên hiền. Đó không phải là nói suông mà là sự thật, không phải giả. Không như xã hội ngày nay, các cảnh hỗn loạn này trong lịch sử Trung Hoa tìm không ra, chưa từng thấy qua. Là nguyên nhân gì? Vì chúng ta đã lơ là sự giáo dục. Cũng tức là nói, giáo dục ngày nay không dạy cách vật trí tri, cũng không dạy thành ý chánh tâm, cũng không dạy tu thân tề gia, đều không còn dạy nữa. Thì vấn đề này nghiêm trọng. Mà trong trường hợp trường đại học hiện nay dạy những gì? Dạy trị nước. Nước càng trị càng loạn, người dân trong nước càng trị càng khổ. Quý vị phải biết căn nguyên ở tại đâu. Quý vị hãy xem trong sách đại học có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Xưa kia đã làm ra có thành tích tốt như vậy, vì sao chúng ta không nghĩ đến? Nay chúng ta gặp nhiều trắc trở và gặp phải vô cùng khó khăn mà không có cách nào cứu chữa được. Mà trong Nho Thích Đạo thấy điều có chỉ dạy,
trí huệ chân thật, kinh nghiệm chân thật, phương pháp rất đơn giản, thì có thể dạy dân thành người tốt. Mỗi một người tuân theo quy củ, không có tư tưởng tà, không có ý niệm tà, lời nói việc làm đều là chánh. Đây là dùng chánh pháp trị nước. Tổ tông của chúng ta không có lỗi với người đời sau, họ thật sự thương yêu che chở người đời sau. Nhưng người đời sau không nghe lời, không chịu học thì không còn cách nào nữa. Không phải tổ tông có lỗi với chúng ta, mà là chúng ta có lỗi với tổ tông. Chúng ta đã phụ lòng tổ tông. Dùng chánh pháp trị nước thì đương nhiên sẽ không dùng tà ác dạy người dân. Cái gì là tà? Phản diện của chánh tức là tà. Quý vị hãy nhìn xã hội ngày nay, họ dạy những gì? Dạy toàn là tự tư tự lợi, dạy toàn là danh vọng lợi dưỡng, tức là tham đắm sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Trong nội tâm tràn đầy tham sân si mạng, đây là tà. Phản diện của thập thiện là thập ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời ly gián, cho đến tham sân si, đều thuộc về tà ác. Xã hội ngày nay dạy người dân những gì? Đều là dạy tà ác mà không dạy chánh pháp. Đã làm nhọc lòng những người lãnh đạo của trong các tầng lớp quốc gia, họ xử không hết các vụ kiện. Chúng ta là người bên ngoài cũng thấy được rất rõ ràng, minh bạch. Cho nên ở chỗ này Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta, các ngài khuyên bảo chúng ta phải thuận theo chánh đạo, trị an nhà nước. Thuận theo chánh đạo, đạo là phương pháp. Đối với trên, đối với lý phải thuận theo chánh đạo. Đối với sự, đối với dưới phải thuận theo lòng dân. Lòng dân họ muốn cái gì thì phải thuận theo lòng dân. Người dân họ muốn an cư lạc nghiệp, thân tâm an lạc, người dân họ muốn điều này. Nhưng người thời nay đã mê rồi, tâm của họ vọng động. Còn người thời xưa, tâm của họ là định. Tại vì sao? Vì họ không có tham dục. Cuộc sống giản dị thì họ thỏa mãn, vui sướng rồi. Họ tuyệt đối không bao giờ thi đua với người khác.
Còn người thời nay thì học theo người ngoại quốc. Người ngoại quốc từ nhỏ thì dạy cạnh tranh, tức là phải thi đua với người ta, nghĩ hết mọi cách để thi đua lên đến tầng lớp trên. Chúng tôi cũng đã thấy qua, cũng rất cảm thán, họ rất là đáng thương. Trước kia tôi đã ở qua tiểu bang Texas, nước Mỹ. Tôi sống ở vùng đó. Người thông thường tiêu chuẩn thu nhập mỗi tháng của họ là 2.000 Mỹ Kim. Đây là nói người dân sống ở vùng đó. Tác phong của người Mỹ, cách làm của họ như vậy. Trong đó có một gia đình, khi tiền lương của họ được nâng cao, tức là sự thu nhập lên đến 3.000 đô, thì họ gấp rút dọn nhà, dọn đến vùng thu nhập 3.000 đô. Họ sống ở nơi đó vì họ cảm thấy sống trong vùng này không xứng với thân phận của mình đã cao, cho nên họ dọn nhà. Đây là họ mãi mãi phải chịu khổ. Như quý vị đang sống trong vùng 2.000 đô, dù sự thu nhập của quý vị lên đến 3.000 đô, nhưng quý vị vẫn còn ở trong vùng này, quý vị sẽ rất là vui sướng. Quý vị dần dần có thể trả hết nợ cho ngân hàng. Căn nhà của quý vị đang ở là thuộc về của mình rồi. Thật ra người Mỹ họ rất là đáng thương. Đa số người Mỹ họ không có tiền. Nhà cửa đất đai đều là mượn tiền của ngân hàng và mượn tiền của công ty bảo hiểm. Một khi đã mất việc làm thì ngân hàng đem căn nhà đó bán đấu giá. Họ cái gì cũng không có. Cho nên họ rất là tận tâm làm việc, rất là cố gắng, rất là hết lòng. Vì sợ thất nghiệp, sợ ông chủ không mướn họ thì cuộc sống của họ gặp phải khó khăn. Tại sao nhất định phải thi đua với người ta? Tại sao phải thi đua cái thể diện đó? Cái tư tưởng này là sai lầm. Cái tư tưởng này là không bình thường. Mà họ không biết. Dù có nói cho họ nghe thì họ cười, họ vẫn là phải dọn nhà. Người Trung Hoa chúng ta sống ở phương Tây, sự biểu hiện của họ rất tốt, không cùng với người ta thi đua về phương diện này. Người Trung Hoa đều có tiết kiệm, cuộc sống tâm an lý đắc. Cho nên thuận theo chánh đạo, nếu nói kỹ thì nói không hết. Đơn giản là dùng thập thiện nghiệp đạo để nói. Tâm chánh, tư duy chánh, lời nói việc làm chánh, phải tuân giữ cái nguyên tắc này. Mà tiêu chuẩn của chúng ta trên thực tế chỉ có 12 chữ: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Chính là 12 chữ này. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm mà không trái với 12 chữ này thì tâm của quý vị là chánh. Quý vị mà thuận theo luân thường đạo đức và thuận theo giáo dục nhân quả thì quý vị sẽ thực hiện được bốn chữ phía sau: trị an nhà nước. Trị là trị lý, an là an định. Hiện nay thì nói an toàn. Nhà là gia đình của quý vị. Quý vị cư ngụ trong thị trấn nhỏ hay thành phố nhỏ, nước là quốc gia.
thuận theo chánh đạo thì gia đình và quốc gia an khang thịnh vượng. Kế tiếp là nói phải dùng, phải thường giáo hóa người dân. Câu này rất quan trọng. Nhất định phải coi trọng giáo dục, nhất định phải đề xướng giáo dục. Dùng chữ thường này rất hay. Thường là không thể gián đoạn. Sống đến già, học đến già. Tuổi già mà không học thì tuổi già sẽ khổ. Tại vì sao? Chúng tôi đọc trong sách Luận Ngữ đã thể hội được sự vui sướng. Sự vui sướng khoái lạc từ đâu mà có? Là do học tập mà có. Quý vị mỗi ngày học tập thì mỗi ngày có sự vui sướng. Câu đầu tiên trong Luận Ngữ có nói: học mà thường ôn tập là điều vui sướng nhất. Cho nên nói hỷ duyệt, hỷ duyệt là sự vui sướng không phải từ bên ngoài đến, mà từ trong nội tâm phát ra. Nội tâm là gì? Nội tâm là đối với nhân nghĩa, đạo đức đã hiểu rõ, đã thể hội được. Sự vui sướng là từ đây sanh ra. Trong Phật Pháp gọi là chỗ ngộ. Chỉ quý vị chỉ cần quý vị mỗi ngày học tập, mỗi ngày thì có chỗ ngộ, thì mỗi ngày quý vị mở mang trí huệ và nâng cao linh tánh của quý vị. Quý vị làm sao mà không vui sướng? Nếu quý vị không học tập, không học tập thì không có sự vui sướng đó. Sự vui sướng đối với một người là điều quan trọng hơn hết. Trong sách có câu Luận Ngữ, câu Ngạn Ngữ nói được rất hay: người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái.